Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe CUV gầm cao 5 chỗ ngồi quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Honda CR-V. Chiếc xe này Honda CR-V này ở cái phiên bản 2.4 TG, phiên bản cao cấp nhất, phiên bản đầy đủ nhất của Honda CR-V quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2017, đăng ký tên tư nhân, một chủ đầu, và chiếc xe này mới lăn bánh được hơn 8 vạn km thôi quý vị và các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp luôn, và cái phiên bản 2.4 TG là phiên bản đầy đủ đồ nhất, cao cấp nhất rồi. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này, đè nổ start top này, cửa sổ nóc này. Đấy, và chiếc xe này cũng đã được trang bị thêm rất là nhiều option, từ là màn hình Android, camera lùi, các thứ đầy đủ hết đồ các bạn nhé, không còn thiếu cái gì nữa các bạn ạ. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 645 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda CR-V TG 2017 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Honda CR-V này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Honda CR-V phiên bản 2.4 TG sản xuất năm 2017 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Honda CR-V sản xuất năm 2017 bản 2.4 TG màu trắng này của bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần thân vỏ, phần nước sơn bên ngoài của chiếc xe các bạn nhé. Phần thân vỏ này, phần nước sơn bên ngoài của chiếc xe còn rất là đẹp, rất là mới luôn quý vị và các bạn nhé. Sơn zin nguyên bản của xe còn rất là nhiều luôn các bạn này. Đấy, và nhìn về phần đầu, phần ba đời sốc trước đây thì các bạn thấy được là xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon này, đèn led ban ngày này, đèn gầm này. Đấy, và có cả cảm biến trước luôn các bạn nhá. Có cả cảm biến trước luôn rồi. Và chiếc xe này thì phần đầu chưa có bị đâm đụng hay là có bị va chạm gì cả, cho nên là tất cả còn rất là mới này. Từ cụm đèn pha cũng chưa có bị xước sát gì các bạn nhá. Đấy, đèn pha này, đèn led này. Mặt ca lăng, lưới tản nhiệt này, chữ logo này đều rất đẹp, rất là mới luôn các bạn nhá. Gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương, khóa thông minh để mở cửa này, bấm tay mở cửa này. Đấy, và nhìn về đằng sau thì các bạn thấy đây ạ, xe cũng đã được trang bị là đèn phanh trên cao, đuôi gió này. Đấy, và cụm đèn hậu cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên còn rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhá. Đấy, từ chữ này,
logo này đều rất là đẹp luôn này. Cụm đèn hậu chưa có bị va chạm gì cả này. Và xe cũng đã được trang bị cảm biến sau. Màn hình Android là chủ xe lắp thêm này. Camera lùi này. Đấy, cảm biến lùi đầy đủ rồi bạn nhé. Không còn thiếu bất kỳ một cái gì nữa ở phiên bản TG này các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Và dàn lốp còn rất là dày luôn các bạn này. Dàn lốp còn rất là mới, rất là dày luôn các bạn nhé. Đấy, dàn lốp này. Dàn lốp Bridgestone còn rất dày luôn. Đấy, nhìn về bên ngoài thì các bạn xem một chiếc xe rất là đẹp, rất là mới như này đây. Mua về thì cũng không có phải thêm gì đâu, cứ việc sử dụng thôi. Đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, dàn lốp còn rất dày. Rất đẹp luôn các bạn nhé. Một chiếc xe rất đẹp. Đấy, phiên bản CUV gầm cao, 5 chỗ ngồi quý vị và các bạn nhé. Và đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố đấy cho chiếc xe CRV phiên bản 2.4 TG này. Chỉ 8,4 lít cho 100 km quãng đường kết hợp. Nếu như chạy trong đô thị 11,8 lít, nhưng nếu ngoài đô thị chỉ 6,5 lít thôi các bạn ạ. Cũng không đáng gì mà lo ngại về cái mức tiêu thụ nhiên liệu bạn nhé. Đấy. Và những chiếc xe gầm cao thì tôi có thể quay được cái phần gầm. Tôi sẽ quay cái phần gầm cho quý vị và bạn xem đó. Đấy, đây là phần gầm này. Rất là đẹp luôn các bạn nhé. Một chiếc xe này thì chủ xe chạy cũng tương đối là ít và lại giữ gìn, cho nên là đều rất đẹp luôn này. Ống bô còn rất mới luôn bạn nhé. Đấy, những cái phần gầm này đều rất đẹp luôn bạn này. Tất cả đều rất là mới luôn bạn nhé. Một chiếc xe có thể nói là đẹp và đều của xe này. Đấy, những cái phần gầm này. Đấy, tôi quay thật chi tiết để cho quý vị và các bạn ở xa để xem này. Những cái phần giảm xóc này đều rất là mới luôn bạn nhé. Những phần gầm này thật là tuyệt vời. Một chiếc xe 2017, tính ra là cũng đã là 7 năm sử dụng rồi mà còn rất là mới, rất là đẹp như này đây. Những cụm giảm xóc này. Đấy, cụm giảm xóc tất cả là còn đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Toàn bộ về phần ngoại thất và phần gầm đều rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần nội thất của chiếc xe. Đấy, tôi sẽ mở cánh cửa phía trước bên lái cho quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Toàn bộ những cái phần keo chỉ này còn nguyên zin hết này. Tất cả nguyên zin, từ táp bi cánh cửa này cho đến táp lô đều rất là đẹp luôn bạn nhé. Vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng. Đấy, phiên bản này là phiên bản TG rồi bạn này. Đầy đủ hết option này. Vô lăng bọc da này, phím điều khiển trên vô lăng này, cruise control kiểm soát hành trình hay còn gọi là ga tự động nữa các bạn này. Đấy. Và đồng hồ công tơ mét đây. Chiếc xe mới lăn bánh có 8.6 km thôi các bạn nhé. Đấy, hơn 8.000. Những chiếc xe ở phân khúc này thì gần như là chủ xe đều chạy ít các bạn nhé. Đấy, và nội thất ghế da này đã có cả ghế điện rồi các bạn nhé. Đấy, tất cả đều rất đẹp này. Trải sàn, lót sàn dưới là có trải sàn da này. Bên trên là lót sàn 5D các bạn nhé. Rất đẹp luôn. Và đây là cái tem của nhà sản xuất này. Chiếc xe được sản xuất năm 2017 đây các bạn nhé. Đấy, tôi quay sát lại cho các bạn xem này. Sản xuất và lắp ráp tại công ty Honda Việt Nam và sản xuất năm 2017. Đấy, rất đẹp luôn. Cửa sổ nóc này. Đấy. Chủ xe rất là cẩn thận luôn, ốp cả bậc cửa bằng inox luôn này, chống xước này. Và tiếp theo, tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị các bạn cùng xem. Cũng giống như cánh cửa trước thôi, keo chỉ là cũng còn nguyên này. Đấy, keo chỉ còn nguyên bản hết này. Chưa có mất một phân keo chỉ nào cả. Và toàn bộ từ táp bi cho đến hàng ghế ngồi phía sau đều rất là mới đây các bạn xem này. Đấy, tất cả đều rất là mới, rất là đẹp nha. Từ ốp bậc cửa rồi này cho đến lót sàn 5D này. Và ở phiên bản Honda CRV thì đều được trang bị là cửa gió cho hàng ghế ngồi phía sau các bạn nhé. Đấy, Honda cũng đã để ý đến những cái hàng ghế ngồi phía sau cho hành khách của mình. Đấy, cho nên là quý bạn xem đây ạ. Hàng ghế ngồi phía sau rồi. Và đằng sau của những chiếc xe CRV 5 chỗ ngồi rất là rộng rãi các bạn nha. Đây, tôi ngồi đây có thể nói là rất là thoải mái luôn này. Đấy, và nhìn về đằng trước các bạn thấy đây ạ. Một cái màn hình Android to đùng mà chủ xe đã trang bị cho chiếc xe này. Phiên bản này là phiên bản cái màn hình này là màn hình lắp thêm các bạn nhá. Chứ nguyên bản là nó có màn hình nhưng không phải là màn hình Android. Đấy, vô lăng rất đẹp luôn. Toàn bộ từ táp bi cánh cửa này cho đến táp lô. Đấy, đều rất là đẹp, rất là mới các bạn nhé.
vô lăng này, cần số này đều rất là đẹp luôn bạn nhá. Đấy, và màn hình Android giải trí thông tin là đa phương tiện này. Đấy, đồng hồ công tơ mét hơn 8 vạn km các bạn nhé. Toàn bộ những phần nỉ trần này, những phần nhựa này đều rất là mới luôn các bạn nhé. Đấy, những phần nhựa này đều rất là mới này, mới đều của chiếc xe các bạn nhé. Túi khí thì quanh xe rồi bạn ạ. Phiên bản TG là phiên bản đầy đủ option. Túi khí được trang bị quanh xe cả hàng ghế ngồi phía sau cơ bạn nhé. Điều hòa tự động hai vùng độc lập, khóa thông minh, đề nổ start top, vô lăng bọc da tích hợp các phím điều khiển này, cruise control, ga tự động hay còn gọi là kiểm soát hành trình đấy các bạn nhé. Rất là đẹp luôn các bạn ạ, một chiếc xe đẹp và đều. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị và các bạn cùng xem. Đấy, đây là cái cốp sau các bạn nhé. Từ ốc cốp sau này, đấy, ốc cốp sau này nguyên bản hết luôn các bạn nhé, chưa có vết tháo. Đấy, ốc cốp sau còn nguyên này, keo chỉ cốp sau, đấy, tất cả là keo chỉ cốp sau này cũng còn nguyên bản hết này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Đấy, cốp sau này, keo chỉ zin, cốp điện luôn các bạn nhé. Đấy, xe cũng đã trang bị là cốp điện rồi này. Đấy, và đằng sau thì bạn biết rồi đấy ạ. Những chiếc xe gầm cao mà đặc biệt là những chiếc xe 5 chỗ ngồi thì là cái cốp rất là rộng, bạn xem này. Đấy, cái cốp của chiếc xe rất là rộng bạn nhé. Và bộ lót sàn đây, chủ xe còn thêm bộ lót sàn nữa này. Đấy, mở cái lốp sơ cua lên các bạn nhé. Đây, còn rất đẹp này. Lốp sơ cua còn mới tinh luôn bạn này. Đấy, lốp sơ cua còn mới tinh luôn. Và chủ xe cũng đã dán 3M chống ồn ở cái cốp sau này các bạn này. Đấy. Cốp thì rất là rộng luôn các bạn nhé. Trang bị cốp điện và cốp thì rất rộng rồi. Nãy tôi mở bằng cơ, cho nên là dí cái cốp điện này nó chưa xuống. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem này. Từ keo chỉ này, đây, keo chỉ là còn nguyên bản hết này. Đấy, keo chỉ zin, không có mất một phân keo chỉ nào cả này. Tắp bi cánh cửa thì rất đẹp rồi này. Đấy, và nội thất hàng ghế sau đều rất là mới này, từ ghế da cho đến những cái phần nỉ trần này đều rất là mới, rất là đẹp đây các bạn này. Đấy, tôi quay chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem đấy nhá. Lót sàn 5D này. Và chiếc xe này thì cũng đã được chủ xe độ loa súp gầm này. Đấy, bậc cửa này. Đấy, bậc cửa là dán inox chống xước. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau, cánh cửa phía trước, xin lỗi quý vị các bạn, đây là cái cánh cửa phía trước bên phụ của bạn nhé. Cánh cửa phía trước này, toàn bộ từ những cái phần keo chỉ này, keo chỉ zin này. Đấy, keo chỉ là nguyên zin hết luôn bạn nhé. Đấy, keo chỉ nguyên zin, tắp bi cánh cửa này đều rất là mới luôn, toàn bộ từ tắp bi cho đến tắp lô đều rất là đẹp luôn này. Một chiếc xe có thể nói là mới đều. Đấy, phải mới đều của cả xe này các bạn này. Đấy, ghế bên phụ này thì chủ xe ngồi ít hơn cho nên là nó còn đẹp hơn cái ghế bên lái. Đấy, ghế bên phụ đẹp như này. Đấy, và bậc cửa này, dán bậc cửa ốp inox rồi, chống xước này, lót sàn 5D rất là sang, sạch. Đấy, rất là sang và sạch sẽ luôn các bạn nhé. Rất đẹp luôn đấy các bạn này. Và ở cái phiên bản TG này thì Honda cũng đã trang bị cho chiếc CR-V 2017 này là một cái khối động cơ xăng DOHC với dung tích 2.4 lít các bạn nhé, IVTEC. Đấy, 2.4 lít và động cơ này là kết hợp với hộp số tự động quý vị các bạn nhé. Và điều đặc biệt mà tôi muốn giới thiệu đến quý vị các bạn ở chiếc xe này là nó còn nguyên bản này, từ ốc cabo nguyên bản này đến keo chỉ cabo. Đấy, đến những cái tem là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Đấy, còn nguyên bản hết này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu các bạn ạ. Tất cả là còn nguyên bản này. Đấy, và cái động cơ này thì chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi rồi các bạn xem đây ạ. Tôi cam kết với quý vị các bạn là còn nguyên bản, không có bị tai nạn, không có bị ngập nước gì cả các bạn này. Tất cả những con ốc là còn nguyên zin hết, từ ốc chân máy đến ốc mặt máy là còn nguyên zin hết các bạn nhé. Đấy, chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ và đẹp đẽ đi rồi. Động cơ như mới, vì chiếc xe này mới lăn bánh có hơn 8 vạn km thôi, cho nên là chiếc xe rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, một cái động cơ 2.4 lít các bạn ạ.
và chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đây, những con ốc ở xương đầu là còn nguyên bản hết này, chưa có một con ốc nào bị tháo đâu bạn này. Quý bạn xem những cái phần đầu. Đi mua xe cũ thì quý vị các bạn xem kỹ cho tôi phần đầu, phần đuôi các bạn nhé. Đấy, những con ốc của Honda còn đánh dấu này, chưa có vết tháo bạn này. Đấy, những chiếc xe mà đẹp như này, con ốc còn nguyên zin như này thì điều này chứng tỏ là chiếc xe chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị ngập nước gì đâu các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Honda CR-V phiên bản 2.4 TG, sản xuất năm 2017, lăn bánh được hơn 8 vạn km này các bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc tất cả còn nguyên bản luôn quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 645 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda CR-V phiên bản 2.4 TG 2017 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.